Vụ việc xảy ra vào tối ngày 20 tháng 9 tại tiệm vàng Kim Huyền nằm trên đường Nguyễn Trãi, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm xông vào tiệm vàng Kim Huyền, người này cầm trên tay một cục bê tông rồi đập mạnh vào tủ kính trưng bày trang sức trong tiệm, sau đó lấy vàng ném ra ngoài đường. Sau khi ném vàng ra ngoài, Thanh niên này không bỏ chạy mà ra trước tiệm vàng ngồi với nhiều biểu hiện bất thường không tỉnh táo. Chủ tiệm vàng sau đó đã hô hoán rồi cùng người dân khống chế bắt giữ thanh niên này bàn giao cho công an. Lực lượng công an sau đó đã đến hiện trường và đưa thanh niên về trụ sở làm việc. Tuy nhiên người này vẫn trong tình trạng không tỉnh táo, nghi ngờ là do ngáo đá nên chưa thể tiến hành lấy lời khai. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Di An và viện kiểm sát nhân dân thành phố Di An đã tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.